33. Chú Công, chú Công. Hả? Vừa rồi tập hợp điểm danh, phát hiện có 200 huynh đệ mất tích rồi. Cái gì? 200 huynh đệ biến mất rồi. Đi đâu chứ? Liệu có phải chạy trốn được không? Không thể. Bọn họ vô cùng trung thành đối với chú Công mà, tuyệt đối không thể bỏ trốn. Kiểm tra, bao đi kiểm tra. Tào Tham, kiểm tra luôn đi. Dạ. Điều tra cho rõ ràng cho ta. Chúng ta còn cách hầm cốc qua bao xa nữa? Vẫn còn xa lắm. Tiền quân đã tới Đảng Thành rồi. Chú Công, chúng ta không hành quân thâu đêm thì bao giờ mới tới được hầm cốc quan được? Tiêu đại nhân, không thể hành quân suốt đêm được nữa. Quân đội mấy vạn người kéo trận tuyến dài như vậy đó, chẳng phải là tiêu hao binh lực sao? Thế nào chẳng xảy ra chuyện. Như vậy đi, ngày mai tất cả các binh mã tới Cao Dương tập hợp lại. Chuyện này là sao đây hả? Lão gia, bọn họ đều là họ hàng thân thích ở xa của ngài tới đây để nhờ vả. Tự nhi, chuyện này là sao? Cha, con đang đi tìm cha đó. Con có một người gì tổ thượng ở trên huyện đại. Huyện đại? Đúng vậy. Sao có thể vậy được? Vị ấy bây giờ đang ở trong kia kìa. Hơn nữa vị ấy cứ nói đã kết hôn với tộc đệ của cha. Còn có một người con nữa. Con à? Dạ đúng. Lại có một người đối năm thứ sáu nhà Tần tại Lạc Dương. Ta đâu có họ hàng thân thích ở nước Tần hồi nào đâu. Con cũng không biết nữa. Cả ngày hôm nay đã có hơn 30 người đều là tới nhờ giả cha hết. Cha, hay là bây giờ con kêu các gia đình đuổi bọn họ đi nha. Đừng, cứ giữ họ lại. Nhưng mà chúng ta không có gánh nổi đâu. Ta bây giờ không còn là cái tên Tống Nghĩa lưu lạc của năm xưa nữa rồi. Giữ họ lại đi. Dạ con biết rồi. Sứ giả của nước Tề đó còn trong phủ không? Hắn vẫn còn ở trong phủ. Công chúa, giờ không còn sớm nữa, công chúa cũng nghỉ ngơi đi. Công chúa, Sùng Tính cầu kiến. Mau mời vào đây. Bái kiến công chúa điện hạ. Đại nhân mau đứng lên đi. Dạ. Công chúa, vừa mới hầu hạ lão tặc đi ngủ, nửa đêm tới đây làm phiền công chúa rồi. Ngài thực sự không làm phiền đâu. Mấy hôm nay bổn cung đang muốn tìm đại nhân để thương lượng chuyện này. Vậy sao? Đúng rồi công chúa, thần đặc biệt phái sứ giả tới biên cương, phi ngựa đi còn nhanh hơn cả quân cơ. Có lẽ giờ này chân tướng quân đã nhận được thư của công chúa rồi đó. Chuyện này ta rất đa tạ đại nhân. Không không không, chuyện này thần phải đa tạ công chúa người mới đúng. Đa tạ ta? Đúng vậy công chúa, bởi vì thần có sửa chữa một chút trong bức thư của công chúa. Ngài đã sửa gia thư của ta? Không có công chúa, thần không sửa. Đó là trong thư công chúa viết, thần chỉ thay công chúa viết thêm vài câu thôi. Mời chân tướng quân dẫn binh về Hàm Dương. Ngài định làm gì? Ngài chỉ muốn đoạt vị của Triệu Cao thôi mà, sao lại gọi Chương Hàm trở về? Công chúa, hôm đó ta đã nói với công chúa, ta không chỉ muốn đoạt vị của tên Triệu Cao đó. Vị trí thừa tướng đó đối với ta không đáng là gì. Công chúa, người đánh giá thấp Sùng Tính rồi. Lẽ nào ngươi muốn mưu phản? Trần Thắng Ngô Quảng ở làng Đại Trạch khởi nghĩa, chuyện khác ta không rõ. Chỉ có một câu nói truyền vào trong cung: Dương hầu tương tướng, trữ hữu chủng hồ. Sao hả? Công chúa chưa từng nghe thấy sao? Chân tướng quân, hôm nay cho phép tôi được nói thẳng, tại hạ làm trái ý của ngài. Tại hạ cũng chỉ bố trí thêm nhiều thuộc hạ của mình trên tiền tuyến,
mà còn bố trí nhiều tai mắt tại hậu phương của chúng ta, sắp xếp người ở cung Hàm Dương thu thập tin tức. Từ Ma Hân đại nhân, không phải ta đã nói trước rồi sao? Trong doanh trại của Chương Hàm ta chỉ có chiến đấu, không được nói tới chính trị. Những tin tức đó vô cùng quan trọng đối với tướng quân. Nếu chúng ta không nắm được tình hình cho kịp lúc, sợ là sẽ khó cứu được Thần Hy công chúa. Thần Hy công chúa và ta đều giống nhau, trước đây chưa từng quan tâm tới tình hình chính trị trong cung. Lần này sao bỗng dưng lại mạo hiểm như vậy? Công chúa vì muốn cứu ngài nên chuẩn bị hành thích triệu cao. Cái gì? Tôi đã bố trí Sùng Tính, người hầu hạ bên cạnh Triệu Cao đi cứu công chúa. Tôi và Sùng Tính có qua lại với nhau, nhưng trong lòng của hắn rốt cuộc toan tính điều gì, tôi cũng chưa rõ lắm. Công chúa không thể ngốc nghếch như vậy. Công chúa càng không dám mạo hiểm làm bậy. Công chúa chỉ vì nhìn thấu tương lai của tướng quân nên buộc phải làm như vậy. Việc đã tới nước này, tướng quân không cứu được chính mình, không cứu được công chúa, nói gì tới việc cứu đại tần chứ? Từ Mã Hưng, nếu như ông còn tiếp tục ăn nói sằng bậy, ta sẽ xử ông theo quân pháp. Kẻ địch thật sự của tướng quân đang ở trong cung kìa, chứ không phải ở chiến trường. Hồ hởi, mê muội thâm cung, chẳng qua chỉ là kẻ nửa điên nửa bệnh mà thôi. Từ anh công tử lưu lạc khắp nơi, khó mà lộ diện ở trong cung. Còn về Triệu Cao, trong khi Chương tướng quân coi kẻ thù của triều đình là kẻ thù của bản thân mình, dốc hết sức để chiến đấu, hắn ở trong cung làm những chuyện hủy hoại quốc gia. Tôi thấy nhà Tần đã bị sụp đổ, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Một người một tướng như vậy không thể nào chống lại được. Tướng quân, ngài hãy suy nghĩ cho thật kỹ về tương lai của mình. Tại hạ cáo từ. Hãy nhanh chóng dẫn quân về Hàm Dương. Hoài Dương điện hạ tới. Lại là cái tên vô dụng này. Cứ kệ hắn đi, cứ coi như là tiếng ruồi kêu vậy đó. Đại Dương, các ngươi giờ sắp ra trận rồi. Nam nhi của Đức Sở phải hy sinh mồ hôi xương máu. Quả nhân sẽ ở đây đợi các ngươi, để các ngươi khải hoàn, đi cùng các ngươi uống rượu hoan hô chúc mừng. Được. Khí thế của hắn kìa, không ra cái gì hết. Tướng quân đừng có tức giận. Đại Dương cả đời này chưa từng làm được việc gì tốt, chỉ là làm một việc coi như là anh minh thôi. Cái gì mà coi là anh minh chứ? Ta vốn định cầm lấy kiếm cùng xuất chinh với mọi người, vậy mà để Tống Nghĩa tướng quân đi thay cho ta. Quân Tần ban thưởng cho tướng quân dựa vào chiến công, những kẻ vô dụng chẳng có vị trí gì. Dụ Nhi, ngài không cần phải lo lắng, cứ để cho hắn quy phong một lần mặc kệ hắn đi. Chỉ cần vào trận đấu, toàn bộ các binh sĩ đều coi hạng vũ ngài là tướng quân quay phong. Á phụ dạy như vậy chí phải. Bắt đầu từ nay, ta phong cho Tống Nghĩa làm khanh tử quan quân, tất cả đều nghe theo sự điều động của Tống Nghĩa, vì đại sở ta tiêu diệt Bảo Tần. Được. Tống Nghĩa tuyệt đối phụng phụ thánh mệnh của đại vương. Được. Vinh nhục không phải là chuyện một sớm một chiều, ngài phải ghi nhớ trong lòng. Được. Chúa công, điều tra ra 200 binh sĩ bị mất tích của chúng ta
tất cả đều bị sát hại. Cái gì? Hả? Bị sát hại sao? Ai? Không phải là quân Tần. Vì quân Tần giết người trước nay chưa từng giấu thi thể, mà thi thể của 200 binh sĩ chúng ta đều bị vùi lấp chôn giấu. Tuy rằng chúng chôn khá cạn, nhưng có thể nhìn thấy rằng chúng làm rất gấp gáp. Thủ hạ của tôi điều tra được một manh mối rất có giá trị. Nói mau. Phía sau doanh trại của chúng ta cách chừng 20 dặm có một đám dân lưu lạc. Bọn chúng vẫn luôn lén lút thập thò vào ngõ chúng ta. Tôi đoán rằng chuyện này chắc chắn bọn chúng làm chứ không ai. Dân lưu lạc? Nếu là dân lưu lạc thì phải như chúng ta, giết quân Tần chứ. Chúng giết quân ta làm cái gì? Sao lại có thể là dân lưu lạc chứ? Ta lại mong đó là dân lưu lạc làm. Còn nếu là quân Tần thì chuyện này đơn giản rồi. Tiêu đại nhân, đừng quên rằng có một người vẫn luôn dòm ngó chúng ta đó. Ai? Phạm Tăng. Khanh Tử Quan Quân đại nhân thế nào rồi? Trên xe của Khanh Tử Quan Quân khắp nơi đều là ruồi, không thấy người nữa. Chẳng thấy người luôn sao? Bao nhiêu ruồi như vậy sao bỗng dưng lại tụ hết? Quả là bất thường. Chuyện này là sao? Khanh Tử tướng quân đại nhân ở trên xe ăn uống bừa bãi, làm bẩn hết cả xe nên ruồi mới bu lại. Ồ, đó mới là bộ mặt thật sự của Khanh Tử đại nhân mà. Mệnh lệnh toàn quân, đóng quân tại trấn An Dương trước mặt. Vũ tướng quân, Tử tướng quân có lệnh đóng quân tại trấn An Dương. Chúng ta còn cách Cự Lộc khá xa, rời khỏi Bành Thành mới được vài ngày, vì sao lại cắm trại ở đây? Á phụ, người tinh thông mưu lược, chủ soái làm vậy là có ý gì? Lão phu học thức thiển cận, suy nghĩ của chủ soái lão phu không hiểu. Không hiểu được. Tử Kỳ. Chà. Có. Đi đi hỏi Khanh Tử Quan Quân đại nhân, tại sao lại cấm trại ở đây? Dạ. Chà. Chà. Bệ hạ. Sao lại tới đây? Mau, mau mau xuất cung, nghĩ cách nói với văn võ bá quan, nói với bọn họ là hoàng đế của tôi không bị điên, nói với ba tánh thiên hạ hoàng đế của bọn họ hiện đang gặp nạn, kêu họ mau mau tới cứu trọng. Hả? À đúng rồi, đây là miếng ngọc do tiên đế để lại. Bọn họ nhìn thấy miếng ngọc này nhất định sẽ tin những lời ngươi nói là sự thật, sẽ nhanh chóng tới cứu ta. Mau lên. Sao vậy? Ngươi cũng tin lời Triệu Cao, cho rằng trọng thật sự bị điên hay sao? Nô tỳ sống trong cung điện hơn 40 năm trời, làm sao có thể nghĩ bệ hạ bị điên được chứ? Vậy thì tốt rồi, mau đi đi. Bệ hạ, tiên đế băng hà, các cung nữ hầu hạ, bất luận là có con hay không, đều bị bọn họ giết sạch. Chắc người biết nguyên nhân rồi chứ? Một nửa chính là để tùy tán, một nửa còn lại là để đề phòng trường hợp cấu kết đó. Đúng vậy. Còn một lý do nữa, chính là những người nữ nhân trong cung, dù ít dù nhiều đều biết được bí mật trong cung, nên họ mới bị diệt khẩu. Bệ hạ có biết vì sao nô tỳ còn sống tới ngày hôm nay không? Tiên đế vừa mất, nô tỳ tháo hết dậy tất, bỏ hết nhung lụa trên người, tóc rối tả tơi, chạy tới phòng chứa củi,
giúp cái thái giám ở đó lặt rau nấu cơm, bôi đen lên trên mặt của mình. Tại sao vậy? Người bị điên hay sao? Nô tỳ không điên. Chỉ vì những người đó không điên mới bị bọn họ giết sạch, cho nên nô tỳ giả điên mới thoát được nạn đó. Vậy ý của người đó là muốn ta giả điên? Dạ đúng vậy bệ hạ. Nếu muốn sống sót thì người không nên ra sức để thanh minh rằng người không bị điên, mà phải khiến cho đám người Triệu Cao thấy rằng người đã bị chúng ép tới phát điên rồi. Như vậy thì người mới giữ được mạng sống. Chuyện tới nước này rồi cũng chỉ còn cách đó thôi. Ta đột nhiên nghĩ tới một người. Hóa ra là như vậy. Bệ hạ, người nghĩ tới ai? Năm đó phụ tô bị giết, huynh ấy còn một người con trai tên là Tử Anh. Nó vẫn còn sống. Thứ nhất đó là gì? Vì nó mà thần hy công chúa ủng hộ ta. Thứ hai chính là vì nó bị điên. Nó cả ngày ngủ ở trong chuồng ngựa, còn ăn rơm ăn cỏ nữa. Đêm thì lang thang, lảm nhảm điên khùng. Khi đó ta đã thực sự không nỡ lòng, nên cho nó tiếp tục ở lại Hàm Dương, tha cho nó tội chết. Hôm nay ta mới hiểu, đó là do nó bị bức tới đường cùng. Năm này qua năm khác phải giả điên giả khùng, quả là quá thê lương. Tử Anh à, trẫm trách lầm ngươi rồi. Chuyện đến nước này rồi cũng chỉ biết ráng nghĩ cách thử thôi. Cô à, ngươi hãy nghĩ cách tìm Tử Anh về đây. Tìm nó, đưa nó tới cứu trẫm. Nếu còn không cứu trẫm thì cũng phải cứu cơ nghiệp của Đại Tần. Hả? Tiên đế, người làm sao có thể ngờ rằng hậu nhân của người lại thê thảm như vậy? Ngươi không được nói ra bí mật này cho người khác biết. Là bí mật gì? Bí mật này sẽ khiến cho trời đổi sắc, đất sẽ bị chấn động. Bí mật này đó chính là ta là ai. Ngài chẳng phải là ngài sao? Đúng vậy, ta chính là ta. Ý ta muốn nói rằng ta lại là ai chứ? Sao khó hiểu quá vậy? Khoan đã, nghe nè. Hạt đậu gỏi rồi. Hả? Hạt đậu trong quá trình trưởng thành của mình, nó vừa lớn thì vừa gỏi. Xuân canh hạ thu, trái chín cuốn rụng. Chỉ có ta và hoa hoa của người biết thôi. Hoa hoa của con? Nhìn đi, hoa hoa cái gì cũng biết. Nó đang nghe chúng ta nói chuyện đó. Cái thằng nhóc này không đi chăn bò, chạy tới đây nói chuyện với kẻ điên làm cái gì? Mẹ ơi, người này không phải đi. Còn đó, không có được khóc. Ngay cả mình là ai ta còn không biết. Không biết nữa. Điên rồi, mà điên cũng tốt. Chí, đi. Qua qua gọi kìa, Hà Kê cũng gọi kìa. Đừng có coi thường. Đây, đây chính là thiên hạ. Thiên hạ chính là ở trong Hạt Kê này. Chúa công, chúa công, mọi chuyện đã điều tra rõ ràng rồi. Đám dân lưu lạc theo đuổi chúng ta trên đường hành quân chính là người của Ngụy Dương Báo. Chủ tướng của chúng là Cương Vũ Hầu. Người của Ngụy Dương Báo? Chúng ta với hắn đâu có liên quan gì. Sao hắn lại phải giết người? Có phải Hoài Dương không an tâm với chúng ta, cố ý cho người giám sát chúng ta không? Không thể. Thứ nhất là do Hoài Dương phái chúng ta tiến về phía Tây. Hơn nữa nếu hắn không tin tưởng chúng ta, theo dõi là được rồi, cần gì phải hạ thủ? Ngoài Hoài Dương ra chỉ có phía Hạng Vũ thôi. Hạng Vũ? Không thể nào.
Hành tung của đội quân này vô cùng kỳ lạ. Ban ngày bọn họ đóng quân ở một chỗ ẩn núp thật kỹ, giả làm dân lưu lạc để tránh bị mọi người để ý. Bọn chúng chỉ hành động vào ban đêm. Hơn nữa chúng luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với chúng ta. Như vậy xem ra hành động của chúng chắc chắn lột cái kế hoạch. Nếu chúng ra tay sẽ chọn nơi dễ hành động nhất, như là nơi hoang vu vắng vẻ. Đem bản đồ ra đây. Trước tiên phải điều tra ra bọn chúng rốt cuộc là những ai, rốt cuộc bọn chúng muốn gì. Chính là ở đây. Chúng ta sẽ đợi chúng ở đây. Dạ. Quân sư, giống như hôm qua, khánh tử quan quân đại nhân nói đã có phương án, nhưng nó đang ở trong đầu ta. Tôi có hỏi lại nhưng mà ông ta không nói gì hết. Mười ngày rồi vẫn là những lời đó. Tống Nghĩa này giống như thương nhân tự bán tự khen mình. Hễ cứ mở miệng ra là câu ta yêu nước sở thế này thế nọ. Nói ra thì cứ vô cùng hùng hồn, ta trung thành với Hoài Dương thế này thế nọ. Nhưng mà dường như đang ngầm có âm mưu gì đó. Quân sư, Tống Nghĩa hình như đang vì chuyện của con trai mình Tống Tương phái sứ giả tới nước Tề. Sứ giả của nước Tề cũng hay thường xuyên tới đây. Mà thực tế là An Dương và Tề ở gần nhất. Đúng là kẻ lừa đảo. Đúng vậy. Nhớ kỹ, không được nói sự thật với Hạng Tướng Quân, rõ chưa? Bởi vì Hạng Tướng Quân một lòng muốn xưng bá Quan Trung. Nếu Hạng Tướng Quân biết được, không biết là ngài sẽ làm gì với Tống Nghĩa đâu. Nếu không may, sẽ khiến quân sở toàn bộ tan rã. Nhưng mà các binh sĩ bắt đầu không còn đủ lương thực rồi. An Dương vừa là một thành nhỏ, vừa không có kho lương thực, xung quanh cũng chẳng có thôn xóm nào. Các binh sĩ có thể chia thành tốp đi kiếm đồ ăn, đi khắp nơi trên núi kiếm rau dại. Nhưng mà chẳng bao lâu rau dại cũng hết. Các binh sĩ vì không được ăn no nên vô cùng khổ sở. Nguy hiểm tới tính mạng đó là thời tiết càng ngày càng lạnh. Các binh sĩ bắt đầu lo lắng về việc giữ ấm. Cả một vùng An Dương vốn dĩ là nơi hoang vu vắng vẻ không một bóng người, cây cối cũng rất ít. Các binh sĩ chỉ có thể đốn được một ít cây về để nhóm lửa. Người xem, Tướng quân, cái gì mà trong lòng cô tính toán? Nào là trong bụng có sách lược. Toàn quân dừng lại ở đây cũng đã 46 ngày rồi. Các huynh đệ của ta tới đây để đánh trận, chứ không phải tới đây đi chịu khổ. Bọn họ là mãnh hổ, chứ không phải là chó quan. Lão già đó đang ở đâu? Mấy ngày nay hắn ở cùng với sứ thần của nước Tề. Bây giờ chắc là đang ở trong đại bản doanh uống rượu với bọn họ. Cái gì chứ? Lúc này mà hắn còn uống rượu sao? Tướng quân, rượu của nước sở đều là rượu ngon đó hả? Mời 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 Tướng quân, mời 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 mời. Đúng là rượu ngon. Rượu ngon. Rót đầy đi. Rót đầy đi nha. Khánh tử quan quân đại nhân. Lỗ công hả? Đừng gọi ta là lỗ công. Ta là một tướng quân, phụng sự tín nhiệm của đại dương phái ta đi Cự Lộc đánh trận, giải vây cho nước Triệu. Nhưng bây giờ không đi đánh giặc mà lại ngồi đây uống rượu mua vui, xin hỏi ngài có xứng đáng với sự tín nhiệm của đại dương hay không? Vũ tướng quân xin đừng tức giận.
Vậy ngài có biết con ruồi trâu không? Có ý gì? À, Vũ tướng quân, đã từ lâu ngài luôn muốn tới Cự Lộc tấn công quân của Chương Hàm. Nhưng mà ngài có biết Chương Hàm chính là một con ruồi trâu hay không hả? Nếu như ngài dùng tay đánh nó thì không những không đánh chết được nó, mà cả những côn trùng đậu trên người con ruồi trâu kia ngài cũng không thể giết chết hết được đâu. Hiện nay Chương Hàm đang tấn công vào thành Cự Lộc nước Triệu. Cho dù có chiến thắng thì quân Tần cũng bị tổn thất nặng nề. Tại sao chúng ta không nhân lúc quân Tần đang kiệt sức mệt mỏi mà đánh bọn chúng chứ? Nhất định sẽ thắng chắc. Nên lúc này tuyệt đối không thể nóng nảy vội vàng được. Nếu như chúng ta xét về chuyện chiến đấu ngoài sa trường thì Tống Nghĩa ta không bằng được Vũ tướng quân ngài. Nhưng mà nói tới chuyện thiết đãi yến tiệc trong lều trướng doanh trại thì chắc tướng quân ngài không thể nào so bằng Tống Nghĩa ta đâu. Nào nào, mời. Binh sĩ của ta đang bị đói. Chiến tranh các binh sĩ chịu khổ là tất nhiên. Những binh sĩ không thể chịu khổ thì không thể đánh thắng được. Cho dù là như vậy, nhưng Khanh Tử Quan Quân đại nhân, ngài ở đây ngày đêm tổ chức yến tiệc khoản đãi mấy người sứ thần của nước Tề, không lẽ ngài không hề để tâm tới sự thống khổ của các binh sĩ hay sao chứ? Vũ tướng quân, đại dương đem trọng trách nặng nề này giao cho Tống Nghĩa ta chứ không phải giao cho Vũ tướng quân ngài. Tiếp đãi sứ thần nước Tề cũng là vì lợi ích của nước Sở. Không sai, đúng là một số binh sĩ chính là vì vừa đói vừa rét than trời trách người. Điều đó chứng tỏ tình yêu của họ đối với nước Sở chưa đủ sâu đậm. À, Vũ tướng quân, đối với những binh sĩ đó ngài nên trừng phạt thật thích đáng. Hả? Uống đi. Mời dùng. Các vị cứ tự nhiên. Mời. Rồi mời. Báo quân Lưu Bang đang tấn công vào lực thành. Hiện quân từng ra sức chống trả. Thật không ngờ cơ hội của chúng ta lại tới sớm như vậy. Tất cả nghe rõ đây, toàn quân tiến về phía trước, vượt qua đoạn sơn cốc phía trước, không được để quân địch phát hiện. Rõ. Chúng mày phục rồi. Mau đi, đi lên, quỳ xuống. Từ đại nhân, ta là đại tướng dưới cờ Ngụy Vương, sao đối xử với ta như vậy? Tại sao lại lén lén lúc lúc đi theo bọn ta? Ai lén lén lúc lúc chứ? Ta là phụng mệnh hành sự. Tại sao ngươi lại giết người của bọn ta? Ngươi không cần phải cứng đầu ngậm miệng, chuyện của các ngươi ta đã biết hết rồi. Nếu đã như vậy, hà tất phải hỏi nhiều. Ngụy Dương là người vô cùng trung hậu, sẽ không sai các ngươi đi làm chuyện đê tiện như vậy. Ngươi đã bị người ta lợi dụng rồi. Ai lợi dụng ta chứ? Từ đại nhân, ngài đưa ra kết luận hơi sớm rồi đó. Chúa công ta không cho giết ngươi. Nếu là hạng Vũ tướng quân thì ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Sao hả? Muốn ta đưa ngươi về bên cạnh hạng Vũ tướng quân thật sao?
Chuyện này không liên quan gì tới Hạng Vũ. Vậy thì liên quan tới ai? Ta biết rõ, chuyện này chắc chắn không phải là ý của Ngụy Dương, cũng không phải là ý của Hạng Vũ tướng quân, mà là ý của người. Người nào chứ? Người đã kêu người hạ thủ ở Hàm Quan lần trước. Nói, hắn có phải là Phạm Tăng? Không cần lôi thôi với hắn. 5.000 binh mã kia toàn bộ xung quân hết. Cương Vũ Hầu, ngươi đã giết 200 binh sĩ của ta, có thể dùng mạng của ngươi để tế bọn họ thôi. Giết hắn đi. Đi à, à, thì thôi. Lão đi. Này, lão đây không phục. Đi. Lão đây không phục. Lão đây không phục. Quân sư, Tôn Nghĩa đem theo một đoàn người ngựa ra khỏi thành rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Theo như mặt tướng do thám được, Tống Nghĩa vì muốn con trai mình là Tống Tương được làm tể tướng ở nước Tề, bọn chúng đã bàn bạc xong xuôi, chúng ra khỏi thành vì muốn tới Vô Diêm để tiễn sứ giả và tin Tống Tương đó. Hắn là thứ đồ gì không biết. Quân sư, con nên nói hết những chuyện này cho Vũ tướng quân biết rõ hay không? Nếu mặt tướng biết mà không báo lên thì sẽ khó ăn khó nói lắm. Được thôi. Dạ. Cứ tiếp tục như vậy thì quân sở sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Tống Nghĩa lại cả gan dám bàn bạc chuyện riêng với sứ thần nước Tề sao? Thì ra nguyên nhân hắn không chịu xuất quân là vì chuyện này. Đối với những lời giả dối lải nhải, nào là trung quân ái quốc phát ra từ trong miệng của hắn, ta đã cảm thấy phát chán từ lâu rồi. Chỉ là vì hắn còn một chút đắn đo, cho nên vẫn chưa thể hiện ra mà thôi. Bây giờ xem ra, tất cả những chuyện mà hắn làm đều là vì lợi ích riêng. Tối qua tướng quân còn tới Liệu Trung Quân, cùng với Khanh Tử Quan Quân Đại Nhân trao đổi ý kiến. Sáng sớm nay hắn lại dán tờ quân lệnh này trước toàn thể tướng sĩ. Hắn làm vậy là có ý gì? Mạnh như hổ. Mạnh như hổ, độc ác như dê, tham như sói, không thể bắt hết được. Chia để trị. Bị đả kích như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh. Vũ tướng quân của chúng ta đã thay đổi rồi. Đúng vậy. Bao nhiêu lâu nay Khanh Tử Quan Quân luôn lấy cái danh tự phong cho mình là rường cột của quốc gia, đã làm ra biết bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ. Vũ tướng quân đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, nhưng mà tướng quân vẫn cứ cố nhường nhịn nhượng bộ. Chuyện này đa tạ tướng quân. Trời lạnh thấu xương, mọi người vất vả rồi. Đa tạ vũ tướng quân. Đây nè, cầm lấy. Đa tạ vũ tướng quân. Đa tạ vũ tướng quân. Vũ tướng quân, Tống Nghĩa về rồi. Nè, đa tạ tướng quân. Các người tiếp tục phát đi. Dạ. Mọi người qua đây. Tướng quân. Tướng quân. Khoan đã, tướng quân. Tướng quân, tướng quân,
Tướng quân! Chọc! Tướng quân! Tướng quân! Chuyện này không thể nào được đâu tướng quân! Không ai được phép đi theo ta. Chọc! Hai tướng quân, hai tướng quân, à là Lỗ Công sao? Đại Dương, đại Dương, dừng lại. Bất kỳ ai cũng không được tùy tiện hành động, nếu không sẽ giết không tha. Thủ cấp của Tống Nghĩa ở đây. Tống Nghĩa cả gan tự ý tư thông với Tề, phản bội lại nước Sở. Chuyện này Đại Dương đã biết, truyền mật chỉ cho bổn tướng. Theo đó, giết chết tên phản bội. Các vị có ý kiến gì không? Không có. Xưa kia người lập nên Sở Dương chính là quân đội Hạng gia, nay có kẻ âm mưu làm phản, đáng bị xử chết. Lời của tướng quân hoàn toàn đáng tin tưởng. Lúc đầu khởi binh ở Ngô Trung Giang Nam, dư Trường Giang băng sông hoài, thì lúc đó có kẻ nào giống như Tống Nghĩa phản bội như vậy hay không? Có không? Chắc chắn không có. Tất cả đều vì phục Sở mà tập hợp cùng nhau quyết chiến sinh tử. Thúc phụ ta Hạng Lương Công đã chết trên sa trường, cả ta cũng lấy đó làm tấm gương vì việc bảo tần giàu sinh ra tử, gánh vác trách nhiệm với nước nhà, chứ không phải trốn ở đây trút đầu trút cổ để quân tần chế cười. Xin các vị hãy lấy ra khí tiết của người nước Sở và dũng khí đi theo Hạng Vũ ta, lấy vinh quang lại cho nước Sở ta. Đại Sở, 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 đại Sở. Á Phụ, con trai của Tống Nghĩa đâu? Ở trong lều trại. Người đã bắt hắn về rồi sao? Thủ cấp của hắn ở trong lều. Nghe nói ngài tức giận đi tìm Tống Nghĩa, ta biết ngài là sẽ xảy ra chuyện, liền sai Ngô Tử Kỳ dẫn thêm một đội kỵ binh đuổi theo giết chết hắn trên đường tới nước Tề rồi. Á Phụ quả là thần cơ diệu toán. Nếu như ngài đã thực sự quyết định thì cho dù thế nào lão phu cũng phải làm theo thôi. Nhưng lão phu có chuyện muốn nói với ngài. Á Phụ cứ nói. Sau này khi nào ngài có quyết định như vậy, có thể nói trước với ta một tiếng hay không? Hả? Được. Được vậy thì tốt. Ông già kỳ lạ, nhưng mà ta rất thích. Quý bố, lập tức mang đầu có hai cha con Tống Nghĩa về, giao cho Hoài Dương và kể hết tội phản bội của chúng ra. Và có vài lời thay ta nói riêng với Hoài Dương.
nói với ông ta là chuyện này thực ra là... Các vị hương thân, cha con Tống Nghĩa âm mưu tạo phản. Đại quân ta trong lúc xuất chinh bên ngoài, hắn lại thông đồng với nước khác, muốn đem toàn bộ đất đai của nước Sở chúng ta dâng cho bọn chúng. Ngoài Dương Anh Minh, sau khi điều tra rõ sự thật, đã hạ lệnh cho Vũ tướng quân đem hai cha con phản tặc giết ngay tại chỗ, rồi mang đầu thị chúng. Giết hay lắm, giết hay lắm rồi. Đáng giết, đáng giết, đáng giết lắm, đáng giết mà. Đáng giết, hay lắm, hay lắm, đáng giết lắm. Hay, giết rất hay.